Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình chia sẻ cho bạn tham gia một chương trình Lead and Earn ăn chia tổng giải thưởng là 300 token SON đến từ sàn Bitmax nha bạn. Thì con này nó gao hay. Thì để tham gia hôm nay, các bạn cần liên hệ bằng link mô tả dưới video mình. Các bạn đăng ký một tài khoản trên sàn Bitmax và KYC các bạn. Đối với bạn nào đã đăng ký tài khoản trên sàn Bitmax đã chơi con SON này qua OTT gao 1 rồi thì gao 2 khỏi chơi các bạn. Thì các bạn việc copy vào cái link form này các bạn. Rồi bạn mở link form ra các bạn. Rồi, dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Dòng thứ hai thì các bạn đăng ký một cái tài các bạn điền khai báo một địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên tài khoản sàn Bitmax nha các bạn. Dòng thứ ba thì đáp án thì có để cho mình link mô tả cho các bạn luôn được. Các bạn gì nhấp vào click here with game nè các bạn. Rồi, câu 1 là 500828 nè các bạn. Chỉ nhớ đầu đuôi thôi các bạn. 500828. Câu số 2 là mấy trăm triệu đây. 20 triệu billion nha bạn. Milli nè. Ai billi chứ. Câu số 3 là G. Câu số 4 là 300. Câu số 3 là G. Câu số 4 là 300 nè các bạn. Câu số 5 là select add the fund. Câu số 5. Select the fund. Đâu ta? Câu 5 thì các bạn chọn hết nha các bạn. Rồi tới câu số 6 là các bạn tiếp tục nè. Các bạn. Câu số 6 là G. Câu số 7 là Crest.io nè các bạn. Phải không? Đúng rồi. Crest.io phải dot rời luôn, chọn hai câu luôn các bạn. Câu số 8 là 115 nè. 150 chứ. Câu số 9 là 5 triệu 5 million là 5 triệu nè các bạn. Tiếp tục là câu số 10 là 350 400 son 350 nè. Câu trả lời này thì 400 son nha bạn. Các bạn điền vào. Chữ son ghi đàng hoàng này các bạn. Câu 11 là Crowny. Các bạn điền vào các bạn. Crowny. Chúng ta crowd này là chính xác rồi. Rồi tất cả các bạn gỡ là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này gấp ăn chia tổng giải thưởng là 300 token SON đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.